Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện tìm hiểu về vai trò của bác sĩ dinh dưỡng, các chuyên gia dinh dưỡng. Xin mời quý vị cùng gặp lại thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào chị. Chế độ dinh dưỡng quyết định 37% sự phát triển chiều cao thể chất của trẻ hơn cả tính di truyền. Chế độ dinh dưỡng cần đầy đủ và hợp lý. Việc thừa hay thiếu đều không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, trong cách chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, nhiều bà mẹ hoặc thờ ơ hoặc quan tâm quá mức dẫn đến những sai lầm. Chính vì thế, việc theo dõi, tư vấn, hỗ trợ thông tin, kiến thức về dinh dưỡng là vô cùng cần thiết. Tuy vậy, vai trò của bác sĩ dinh dưỡng hiện nay vẫn chưa thực sự được coi trọng. Nhiều trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện, các khoa dinh dưỡng còn yếu kém. Bản thân phụ huynh cũng chưa quan tâm nhiều đến việc cần trợ giúp của chuyên gia dinh dưỡng trong quá trình phát triển của trẻ và chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Thưa chị, tầm quan trọng của cái việc tư vấn dinh dưỡng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng như thế nào ạ? Tư vấn dinh dưỡng là quá trình một cái người làm công tác dinh dưỡng chuyên môn, tức là đã được đào tạo qua về dinh dưỡng, sẽ cung cấp kiến thức về dinh dưỡng hoặc là cung cấp những cái kỹ năng dùng để thực hành dinh dưỡng cho những cái đối tượng cần đến kiến thức và kỹ năng đó. Trước mắt là các bà mẹ này, hay là các thầy cô giáo, hay là những cái người mà làm công tác chăm sóc trong nhi khoa. Để mà có thể làm được cái công tác này á, thì bác sĩ dinh dưỡng hay là những nhân viên mà làm trong cái lĩnh vực mà tư vấn dinh dưỡng đó đòi hỏi phải có những cái kiến thức, và những kiến thức này phải được cung cấp từ những cái nguồn chính quy, tức là được đào tạo từ các cái trường đại học chính quy. Và cái điều này nó có lợi ở chỗ là chúng ta có thể điều chỉnh việc cung cấp kiến thức và thực hành theo từng cá thể một, tức là không phải là chỉ là công thức chung mà là với mỗi một đứa bé, mỗi một cái bà mẹ thì chúng ta sẽ có cái cách khác nhau để cung cấp những cái kiến thức thực hành sau đó, để cuối cùng là cái đứa bé đó nó phải đạt được cái tình trạng dinh dưỡng tốt nhất dựa trên cái nhu cầu và cái khả năng của chính nó, chứ không phải là theo một công thức chung. Và như vậy thì cái vai trò của cái người làm công tác dinh dưỡng là một cái vai trò hỗ trợ, nhưng mà vai trò hỗ trợ này lại có tính quyết định là bởi vì nó cung cấp những kiến thức đúng và thực hành đúng nhất cho người nuôi trẻ. Chị đánh giá như thế nào về sự quan tâm của người dân cũng như là cộng đồng đối với công tác của ngành dinh dưỡng và đội ngũ các cán bộ bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng hiện nay như thế nào ạ? Khi cái nền kinh tế mà phát triển lên, khi người ta đã có đủ các cái điều kiện về mặt kinh tế để có thể chăm sóc dinh dưỡng hay là chăm sóc cho một đứa bé đó, thì cái điều đầu tiên người ta quan tâm đến là nuôi đứa bé như thế nào để nó đạt được cái chiều cao tốt nhất và cái trí tuệ tốt nhất. Chính vì vậy ngành dinh dưỡng thì được quan tâm đến khá nhiều trong thời gian gần đây, đặc biệt là ở những cái khu vực mà kinh tế nó phát triển như các thành phố lớn. Cái người mà làm công tác dinh dưỡng họ tư vấn và đạt những kết quả thật sự, ví dụ như là giúp đứa bé tăng chiều cao hay là theo dõi cái dinh dưỡng cho một đứa bé, làm cải thiện được cái tình trạng dinh dưỡng, đặc biệt là suy dưỡng cân nặng trong thời gian vừa qua. Mặc dù vậy thì vẫn còn chưa đầy đủ bởi vì chúng ta đã bỏ qua cái việc đào tạo dinh dưỡng trong một thời gian khá dài, và hiện nay cái vấn đề quan trọng nhất chính là cái thiếu nhân sự trầm trọng của cái ngành dinh dưỡng. Thì nhu cầu từ phía các bà mẹ thì rất nhiều, nhưng mà để tìm cho được một bác sĩ dinh dưỡng được đào tạo chính quy và có thể có cái thời gian để theo dõi liên tục cho bà mẹ đó thì có thể là còn chưa đủ. Và đây chính là một trong những cái mảng mà có thể trong thời gian tới những cái người làm cái công tác đào tạo trong y khoa sẽ phải chú trọng đến rất là nhiều, thì chúng ta mới bù đắp được các cái khoảng trống về nhân lực dinh dưỡng. Trong những cuộc trò chuyện trước thì chị có đề cập đến những cái hiểu sai trong cái việc bổ sung chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là cho trẻ nhỏ. Chị có thể chia sẻ rõ nét hơn về những cái sai lầm trong việc điều trị các bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng? Cái đầu tiên mà Phi thấy là cái việc theo dõi dinh dưỡng cho một đứa bé đó thì thường không có liên tục. Thường thường các bà mẹ mang bé ra một cái nơi nào đó thì đa số chỉ là chủng ngừa, và khi mà hết chủng ngừa thì chúng ta cũng ngừng theo dõi sự phát triển của đứa bé luôn, và như vậy thì chúng ta sẽ bỏ qua một số các cái giai đoạn nhạy cảm. Trước khi nó suy dinh dưỡng thì nó phải qua một cái giai đoạn dọa suy, trước khi nó béo phì thì nó phải có một cái giai đoạn dọa béo phì, và chúng ta bỏ qua cái giai đoạn dọa đó thì rất là tiếc, là bởi vì đó là cái giai đoạn mà khi can thiệp vào á thì cái hiệu quả sẽ là tốt nhất, đứa bé nó sẽ đạt được cái phát triển thể chất tốt nhất, không có cái nguy cơ gì cả. Điều thứ hai nữa là hiện nay các bà mẹ do cái thông tin nhiều, thông tin ở trên mạng nè, trong sách vở nè, hoặc là những thông tin truyền miệng, những bà mẹ đi làm có thể có cái thông tin từ những người bạn đồng nghiệp của mình chẳng hạn, thông tin thì rất nhiều, nhưng mà cái khả năng của các bà mẹ để chọn lọc trong số những thông tin đó, thông tin nào là đúng nhất để áp dụng cho con mình thì lại chưa đủ. Tức là chúng ta gia tăng về mặt thông tin nhưng mà lại không gia tăng đủ về mặt kiến thức, và cái điều này sẽ dẫn đến cái kết quả cuối cùng là đứa bé của mình nó không được chăm sóc dinh dưỡng đúng. Tiếp theo nữa là các cái sai lầm á, thì thường là tiến hành trong suốt một cái thời gian dài trước khi mà đến gặp bác sĩ tư vấn, tức là cứ áp dụng thử cái loại A, áp dụng thử loại B, loại C lên bé của mình, cứ mỗi cái công thức nuôi dưỡng thì áp dụng thử trong vòng vài tháng, và đến khi tất cả những công thức này nó không có phát huy hiệu quả và đứa bé nó đã có một cái tình trạng thấp còi thật sự, suy dinh dưỡng thật sự rồi, lúc đó mới đem đến bác sĩ thì có khi là chúng ta không phục hồi được nữa. Vì nói ví dụ như là cái chiều cao của đứa bé lúc nó được 2 tuổi
chúng ta nhân đôi lên thì đó là chiều cao lúc trưởng thành. Một đứa bé sinh ra 50cm mình nuôi tốt á, thì tới lúc mà nó 2 tuổi nó phải được 85cm. Nhưng nếu như do chúng ta áp dụng những cái công thức nuôi dưỡng sai và đứa bé của mình nó chỉ có được có 75cm thì cái 10cm mất đi đó chúng ta sẽ không cách nào phục hồi được trong cái giai đoạn từ 2 tuổi cho tới trưởng thành. Và đây chính là một số các cái vấn đề mà các bà mẹ khi mà nuôi con cần phải lưu ý. Và với quan điểm cá nhân của mình thì chị nghĩ chúng ta cần làm gì để có thể gia tăng được cái vai trò của các bác sĩ dinh dưỡng trong việc phát triển sức khỏe cộng đồng? Điều đầu tiên là chúng ta phải đào tạo đủ số lượng. Vì ví dụ như với tốc độ khám bệnh hiện nay, khi mà tư vấn dinh dưỡng thì một bác sĩ dinh dưỡng để tư vấn dinh dưỡng cho một bà mẹ nuôi con thì không thể nào dưới 20 phút cho một cuộc tư vấn như vậy. Và nếu như vậy thì một ngày, suốt một ngày thì một bác sĩ có thể là chỉ tư vấn tối đa được khoảng 30 bà mẹ thôi. Thì với con số này thì không cách chi mà đủ cái nhu cầu, cho nên chúng ta phải đào tạo đủ cái số lượng bác sĩ. Và cái thứ hai nữa là các bác sĩ có thể làm cái công tác tư vấn dinh dưỡng này thì phải có một cái chương trình đào tạo chính thức với những cái thông tin, những cái kiến thức mà được đưa ra từ Bộ Y tế hay là từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Không nên là thành lập những cái trung tâm tư vấn với những cái người mà không có được đào tạo. Cái điều quan trọng nữa mà Phi Thật nghĩ là cái việc tư vấn dinh dưỡng chúng ta vẫn đang tập trung vào cái việc tư vấn cho người nuôi trẻ, tức là tư vấn cho bà mẹ nè, tư vấn cho cô giáo, nhưng mà cái người ăn thì không phải là cái người nuôi trẻ mà là đứa bé. Cho nên ngoài cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn dưới 2 tuổi thì chúng ta tư vấn cho bà mẹ để bà mẹ có cách tập cho đứa bé ăn, thì chúng ta phải đưa một cái đối tượng mới vào cái quá trình tư vấn này của mình, đó là chính giáo dục chính cho đứa bé. Và giáo dục này nó được giáo dục ngay từ nhà, bà mẹ phải giáo dục cho đứa bé cách ăn ngay từ nhà và cô giáo phải dạy cho đứa bé cái cách ăn ngay từ ở trong trường học, trong trường mẫu giáo, để cuối cùng cái người mà hưởng lợi lại là cái người mà thực hiện cái chuyện đó. Đứa bé nó phải hiểu rằng chế độ dinh dưỡng sẽ mang đến cho nó những cái điều gì và đứa bé là người quyết định cái việc là nó ăn cái gì hay nó không ăn cái gì. Chứ còn chúng ta vẫn đang gọi là sao đưa một cái nền dinh dưỡng áp bức cho đứa bé thì cái điều này nó dẫn đến những cái xung đột về mặt tâm lý cho đứa bé. Cho nên Phi nghĩ rằng cái việc đào tạo dinh dưỡng nó được phân ra làm nhiều cấp: đào tạo cho bác sĩ, đào tạo cho những nhân viên y tế, đào tạo cho bà mẹ, cho người nuôi trẻ. Và chúng ta cần phải đưa thêm cái đối tượng là chính đứa bé vào trong cái nhóm đào tạo này. Vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều. Thưa quý vị, hy vọng rằng với một loạt chuyên đề vừa rồi thì chúng tôi đã giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan cũng như là hiểu thêm về tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng trong việc phát triển sức khỏe cộng đồng và cải thiện thể trạng của người Việt Nam. Chuyên mục Đối thoại mỗi ngày xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Minh Vy xin kính chào và hẹn gặp lại.